jgrayroblox.com, số máy ạc Roblox, chất lượng uy tín, vòng may mắn chỉ với 9k, cơ hội chúng tới 1999 Robux. Ngoài ra còn có chương trình đua top nhận quà cực khủng và có rất nhiều ưu đãi khác. Link shop mình có để dưới phần mô tả video đó nha. Hello, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau một video cực kỳ đặc biệt nha các bạn. Đó chính là chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về chiều cao và sức mạnh của những con Skibidi Toilet, Cameraman và Speakerman các bạn à. Lý do ngày hôm nay mình làm cái video này bởi vì có rất là nhiều bạn fan nhắn tin bình luận hỏi mình luôn, đó chính là anh James. Anh có biết chiều cao thật sự của con Titan Speakerman hay không? Anh nói là anh idol, anh hâm mộ nó, liệu anh có biết hay không? Và liệu nó có sức mạnh mạnh hơn con G-Man này hay không? Anh hãy bình luận cho anh biết đi. Ok được rồi. Thì nói chung là ngày hôm nay á, mình sẽ làm một cái video để giải thích tất cả những cái này cho các bạn coi luôn nha. Đó chính là chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về chiều cao thực sự của tất cả những con này, cũng như là sức mạnh của tụi nó, con nào mạnh hơn con nào nha các bạn nha. Sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng nhau bắt đầu video luôn nha các bạn. Nhưng mà trước khi bắt đầu video coi từ cái con nhỏ đến con bự này á, thì ngay bây giờ mình mong các bạn nhớ để lại cho video của mình nút like nha. Bởi vì kênh của mình hiện tại nó đã lên là 98% anh em xem chùa rồi các bạn. Oh no. Ngày nào mà mình năn nỉ các bạn thì các bạn bấm like, còn ngày nào mình năn nỉ nhẹ nhẹ chứ không năn nỉ mạnh mạnh thì các bạn không bấm like cho mình, cảm ơn à. Thì nói chung là bấm like với không bấm like nó cũng không gì hết trơn các bạn, tại vì cái đó là miễn phí mà các bạn. Nhưng mà các bạn thương anh Jay, bấm nút like cho anh Jay đến đây biết là có bao nhiêu bạn xem video của anh Jay không phải là người xem chùa nha các bạn nha. Bây giờ ngay bây giờ nhớ lại cho mình nút like nha. Nhưng mà nào lần tới biết kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút để kênh ở phía dưới và bình luận cho anh biết là nếu như các bạn làm hai cái đó xong á, bình luận là em đã bấm like, em không phải là người xem chùa, mình sẽ thả tim cho các bạn đó, và đó là những bạn mình sẽ luôn luôn nhớ tên trong tim của mình nha các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về chiều cao và sức mạnh của những con này nào. Let's go baby. Ok các bạn ơi, ngày hôm nay thì mình để hình của anh Titan Cameraman các bạn à, bởi vì mình đang rất là mong chờ anh ấy sẽ quay trở lại các bạn. Ở đây có bạn nào đang mong chờ cái anh này quay trở lại không, hãy bình luận phía dưới là em rất mong chờ nha các bạn nha. Tại vì chỉ có anh này bây giờ là cái hy vọng cuối cùng mà chúng ta có thể chiến thắng được những đứa Skibidi Toilet thôi các bạn ơi. Bởi vì ngay bây giờ cái anh Titan Speakerman đó là anh Titan loa độ á các bạn, anh đã bị thao túng tâm lý rồi ý, cho nên là chúng ta chỉ còn một hy vọng cuối cùng là anh này thôi nha các bạn nha. Nhớ mình quý cho mình biết nha. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng nhau vô coi nào. Đầu tiên là sẽ đến với con Normal Toilet nha các bạn, đó chính là con toilet bình thường. Ok, nó cao khoảng 0.75m nha các bạn nha. Ok, và sức mạnh của nó là 3 cục, tốc độ của nó là 2 cục nha các bạn. Ok, cũng được đấy. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ qua cái con toilet có cái tóc màu xanh lá. À, con này thì nó yếu hơn. Con này nó chỉ có sức mạnh là 2 cục thôi và nó có tốc độ là 1 cục. Mày yếu hơn con hồi nãy. Ok ok, mà nó cũng lùng hơn nữa các bạn. Và đây là một con toilet bự, phiên bản bự. Nó là 9.8m nha các bạn nha. Wow. Sức mạnh của nó thì mình tính là đây, mình coi coi. 1 2 3 4 5 6 7, 7 cục sức mạnh và 4 cục tốc độ. Wow. Và đây là một con gọi là Skibidi Toilet phiên bản vừa vừa nha các bạn nha, nó là cũng là chùm rồi đó. Nó có 5 sức mạnh và 5 tốc độ, cũng khá là nhanh, không phải con này đâu, cái con sau á, nè con này nè. Đấy, đi theo nó là mấy con đệ các bạn à. Wait a minute. Skibidi Double Double. Wow. Và đây là một cái con cao 7.3m và nó có sức mạnh là chỉ có 4 thôi các bạn, nhưng mà tốc độ của nó là tới 6 nha các bạn nha. Ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa. Con này khá là đỉnh đấy. Rồi, và đây là con Skibidi Dum 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 Dum. Yes, yes, yes. Skibidi Dip, Skibidi Dum, Skibidi Dum Dum. Cái con này sức mạnh nó có 1 à. Nó có 1 phẩy mấy chút xíu rồi các bạn. Và tốc độ nó là 2 nha các bạn nha. Nó chỉ là con DJ ấy. À, con này là con chùm. Con chùm này á các bạn, nó chính là con G-Man. Và hiện tại đang để là phase 1, có nghĩa là nó đang ở gọi là giai đoạn thứ nhất thôi các bạn ơi. Thì nó có sức mạnh là 3 nè, 6 nè, 7 nè. Đấy, 7 sức mạnh và 7 tốc độ nha các bạn. Nào nào, nó cao là 36m nha các bạn nha. Ok. Và theo như nước Mỹ thì là 120 feet các bạn. Ok ok. Wow. Đây nè, nó mới giờ mới xuất hiện nè. Đây là lần đầu tiên là gặp thấy nó đó các bạn. Skibidi double double deep deep. Ok, và đây là đội quân toilet. Chỉ cao có 0.8m thôi các bạn ơi. Sức mạnh của nó thì là 4 và tốc độ của nó chỉ có 3 thôi à. Đây, nó cũng khá yếu. Và đây là những anh Skibidi cảnh sát.
có 4 sức mạnh và 4 tốc độ. Nè coi nè, chuẩn bị lại gặp tụi nó nè, để mình mở nhỏ nhỏ tiến lại đây. Ok các bạn ơi, nè chuẩn bị coi mấy anh cảnh sát nè. Xịt sơn cái mấy anh cảnh sát lại liền luôn. Đó, thấy giờ, trời ơi, quái cái chữ từ cái chứ. Cảnh sát mà bây giờ lại đi theo phe của phản diện các bạn. Thật là ảo. Và đây là con Holy Toilet. Tốc độ của nó chỉ có 3 thôi, nhưng sức mạnh của nó là có tới 6 lần các bạn à. Là ngang ngửa với con biết 3 nha các bạn. Ủa con biết 3 như là 5 hay 6 ta. Nói chung là cũng cỡ đó. Con này thì là cao 4.5m, 15 feet, cũng tương đối khá nhỏ. Nó ăn ghê quá. Ok. Nhưng mà ngay bây giờ mình có một câu hỏi muốn dành cho các bạn fan của mình đang xem video này nè các bạn ơi. Ngay bây giờ hãy bình luận phía dưới cho mình biết là hiện tại các bạn đang cao 1m bao nhiêu nha các bạn nha. Đó mới là câu hỏi thực sự rất là quan trọng các bạn à. Ngay bây giờ thì anh sẽ trả lời trước cho các bạn nha. Đó chính là mình cao 1m71 nha các bạn nha. Thì nếu như bạn nào thấp hơn anh Jay thì hãy bình luận, và bạn nào cao hơn anh Jay cũng hãy bình luận cho anh biết nha. Tại vì bây giờ cũng có nhiều bạn fan khá là cao luôn, các bạn ấy còn cao hơn cả anh Jay các bạn à. 71 mà các bạn ấy gặp anh Jay ngoài đường chứ các bạn ấy xoa đầu anh Jay. Ê hàng cu này. Ok nhớ bình luận cho anh biết nha. Rồi coi tiếp nào. Triple Toilet, ba con toilet. Ba con này là ba con mà bị anh Titan Cameraman đấm vỡ mồm nè. Và tụi nó có sức mạnh là 7 lần các bạn, tốc độ là 5. Nice. Ok. Và đây là cái con G-Man. Nhưng mà bây giờ nó đã là phase thứ 2 rồi, nó đã mạnh hơn rồi. Bây giờ nó có khả năng chiếu mắt laser nha các bạn nha. Và sức mạnh nó lên là bao nhiêu đây, để mình đếm thử coi. 3 6 8. Wow, 8 sức mạnh và 8 tốc độ. Yeah, 36m, vẫn giữ cái thước cũ nha các bạn. Đây là con Spider Camera có khả năng bắn súng. Đấy, con này thì sức mạnh chỉ có 5 thôi, nhưng mà tốc độ của nó thì có tới 6 lận. Cũng khá mạnh đấy. Ok, tiếng vẫn hơi to để mình giảm bớt nhỏ tiếng lại, chứ nghe tiếng to quá các bạn không nghe thấy giọng mình đâu ha. Ok, tiếp tục nào. Con này là con Skibidi Toilet ông già các bạn à. Nó cao 6.8m và sức mạnh của nó chỉ có 5, tốc độ của nó chỉ có 4. Cũng đúng rồi, thì già rồi các bạn. Ủa ôi, cái thằng này mới ghê nè. Ok, và đây là Assassin Toilet, hay còn được gọi là Toilet Sát Thủ nha các bạn nha. Con này thì chỉ có 0.7m thôi, nó khá là nhỏ. Ok, và sức mạnh của nó cũng chỉ có 2. Biết tại sao gọi là Assassin không các bạn? Bởi vì nó sẽ chuyên gia là quýnh lén người khác nha các bạn nha. Và tốc độ của nó là có tới 5 lận, bởi vậy nó khá là nhanh ấy. Ok. Đây là con Spy Toilet, chiều cao của nó là 0.6m nha các bạn, có nghĩa là 60cm nha các bạn nha. Sức mạnh của nó có chút xíu rồi mà không thấy luôn. Đây nè, nhìn không thấy luôn. Tốc độ của nó thì chỉ có 4 thôi. Ok, nó chỉ nhầm nhiệm vụ là do thám thôi mà các bạn. Và đây là một anh cameraman cao 1m7. Sức mạnh là có 5.1. Ok, và tốc độ chỉ có 3. Ê, 1m7 là bằng mình các bạn, bằng mình. Mình là cũng 1m71. Ok, mình cao hơn anh này một chút xíu thôi, 1cm. Ok. Giữa không? Rồi, lúc này gặp con G-Man nào đó, mình nhớ mà. Đây là con Camo Toilet các bạn ơi. Con này thì cao 5.4m. Sức mạnh của nó là 6. What? Mình tưởng nó mạnh hơn vậy nữa chứ. Ok, và tốc độ của nó là 4 các bạn ơi. Mày hả mày? Titan Cameraman. Ui, con nhện nè. Mày đùa hả mày? Cho mày chết luôn, nói nhiều. Ngay bây giờ các bạn nhớ bấm nút like luôn nha các bạn nha. Còn nhớ bấm nút like cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều á. Và đây là con Titan Cameraman, chiều cao của nó là 50m. Wow, sức mạnh của nó là bao nhiêu đây? 2, 4, 6, 8. 8 nha bạn nha. Tốc độ thì 2, 4, 6, 7. Tốc độ thì chỉ có 7 thôi. Vậy hiện tại chúng ta đã biết được là Cameraman Titan phiên bản bự bự lúc đầu ở cấp 1 á, thì gọi là sức mạnh thì là sẽ ngang với lại con G-Man, nhưng mà tốc độ sẽ thua một bậc nha các bạn nha. Hợp lý nhỉ? Vỗ tay cho một like. Đây là con G-Man cấp 3 nha các bạn nha. Full sức mạnh luôn. Là hình như là 10, 2, 4, 6, 8, 10. Full sức mạnh luôn các bạn. Con G-Man này là 10 sức mạnh và 9 tốc độ. Ui, và hồi nãy anh Camera chỉ có 8 sức mạnh và 7 tốc độ thôi. Hèn chi khúc này anh thua là phải rồi.
Hãy vô này chứ bị thua nè các bạn nè. Nhưng mà con này nó chơi gian, nó kêu chơi kêu kêu đệ. Vậy là không được, kêu đệ. Nhưng mà lúc này chúng ta vẫn thua vô thường, các bạn phải bỏ chạy về nâng cấp. Ghê quá. Ok, và đây chính là anh Thám Tử Cameraman. Hiện tại là anh cao 1m8, có nghĩa là cao hơn mình nha các bạn nha. Wow, sức mạnh của anh thì chỉ có 4 thôi, và tốc độ của anh thì cũng chỉ có 3. Chủ yếu là anh làm một cái nhiệm vụ rất là đơn giản các bạn, đó chính là anh sẽ tra khảo và nghiên cứu này kia về những con Skibidi Toilet nha các bạn. Oh my god, ui, con G-Man tới kìa. Quậy cái trưởng chưa. Và đây là con Hydra Toilet. Nó có 6 sức mạnh và 4 tốc độ. Con này là cái con Camera Skibidi Toilet mà nó có nhiều đầu á các bạn. Đấy, và nó cao 4,2m. Ui, yên tâm đi, xạ cũng không chết đâu, bất tử mà. Con này mạnh lắm. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, đó. Nhiều đầu chứ. Let's go. Let's go, ghê thiệt. Và đây là những anh kiểu nhà bác học và thí nghiệm cameraman á các bạn, những người hỗ trợ cho anh Titan cameraman á. Thì mấy người này là cao 1m7, là cao bằng mình. Sức mạnh thì có xíu. Tốc độ thì cũng có 1 á các bạn. Mấy anh này chủ yếu là để giúp đỡ cho anh cameraman thôi, Titan cameraman thôi. Đấy, một like, nhớ bấm like như nãy giờ trong video bấm like mấy lần nữa các bạn, không like kỹ mà. Và đây là anh Dancer cameraman. Wait a minute. Ok, có rất là nhiều bạn sẽ bị lộn luôn. Ở đây á, cái anh này á không phải là cameraman nha các bạn nha. Cái người này người ta cũng bị lộn rồi các bạn à. Mà đây chính là anh Speakerman nha các bạn. Anh Speakerman là cái anh mà gọi là cái loa nhỏ nhỏ đó. Thì anh này là sức mạnh là chỉ có 1, tốc độ thì chỉ có 3. Chủ yếu là anh nhảy là chính các bạn à. Đây, 1m5. 1m5 là lùn hơn mình nha các bạn. Ok. Đó, anh này nè. Anh này không phải là cameraman nha anh em. Anh này là speakerman. Các bạn có đồng ý hay không? Đồng ý thì ngay bây giờ cho mình nút like và bình phía dưới là em đồng ý với ý kiến của anh Jay nha các bạn nha. Nhìn cái này mà sao ra cameraman được rồi ơi. Ok, coi tiếp nào. Các bạn làm video này bị gì á trời. Ok, nè đó. Đây là quân đội nè các bạn ơi. Spider Woofer, hay còn được gọi là Spider Speaker cho dễ nha các bạn. Con nhện cái loa đó, nó cao 3,96m. Sức mạnh của nó là 6, tốc độ nó là 6 luôn. Khá mạnh, khá mạnh, con này khá mạnh ấy, đừng đùa. Hỡi anh nhảy à. Ok, và đây là anh Big Speakerman nha. Đấy, anh Speakerman phiên bản khổng lồ, cao 10,6m. Và sức mạnh là 6, tốc độ thì chỉ có 5 thôi. Cái anh này anh đi rất là giống Sigma luôn. Ôi, combo ghê các bạn, trời combo như phim luôn. Quá dữ nè bạn, coi nè. Cái anh này á, lúc mà mới đầu mình nhìn ảnh á, mình các bạn biết mình nghĩ tới ai không? Đó chính là nghĩ tới con người sắt trong Minecraft các bạn à. Nhìn giống vãi chưởng luôn các bạn, thấy giống không? Những bạn nào thấy cái anh này giống như cái con người sắt ở trong Minecraft hay bình luận ở dưới cho anh biết nha. Một số bạn thì sẽ nói là không anh James, em nhìn giống Slenderman. Ok, nhưng mà Slenderman đâu có mắt như thế này đâu em, nên đâu có mấy cái loa như thế này đâu, đúng không? Nhìn giống người sắt hơn. Ok. Rồi. Con Skibidi Toilet ăn trộm. Con này là 19,8m nha bạn. Và đây, đây là Speakerman Titan, Titan Speakerman. Thì các bạn có thể thấy là anh này chỉ có cao 36m thôi các bạn à. Nhỏ hơn anh Titan Cameraman là 50m nha các bạn. À, đây là một câu trả lời mà được rất là nhiều bạn đang mong đợi luôn. Và sức mạnh của ảnh thì là full cây. Và tốc độ thì là chỉ thiếu một cục là 9 tốc độ nha các bạn nha. Oh my god. Nếu mà như bây giờ so sánh á, thì cái anh Titan Speakerman này là hiện tại là đang bằng sức mạnh và tốc độ với lại con G-Man cấp 3 nha các bạn. À, có nghĩa là nếu như ảnh mà solo với con G-Man là ảnh sẽ có khả năng thắng nha các bạn nha. Nhưng mà về chiều cao thì hình như mình nhớ là ảnh sẽ lùng ấu ông. Hình như là 120 feet chắc là cũng bằng con G-Man luôn. Nhưng mà về sức mạnh thì ảnh đang thắng anh này các bạn ơi. Ok, cùng nhau coi tiếp nào để coi có chuyện gì thay đổi nữa không nha các bạn nha. Tại vì bây giờ anh cameraman này ảnh nâng cấp rồi. Ảnh đã được quay chứ về nhà nâng cấp rồi các bạn à. Rồi rồi, một like. Đây là con Scott Toilet. Ôi, mình này con này chỉ có 1m1 thôi. Sức mạnh của nó là 2 và tốc độ đó là 4. Nè, anh biết Speakerman nè, đó, anh đi vô nè, đó, anh xử. Mày tính ăn tao hả mày? Hay đấy.
Đây là con Mafia Toilet nha các bạn. Con này là 10.5m, sức mạnh là 6, tốc độ là 5, cũng khá là bình thường. Nói chung là cũng ngang ngửa con Spider cái loa thôi, có loa nhện thôi. Nhưng mà con này rất là xui luôn. Con này sẽ bị anh này anh tán cho một cái. Các bạn coi nè, coi nè, nhìn nè. Khúc này mình rất là thích luôn các bạn, coi nè. Let's go. Anh bị tán rồi, anh chào chúng ta nữa. Các bạn, các bạn thấy anh này dễ thương không? Dễ thương vãi chưởng luôn em. Thế cho nên là mình rất là fan cái anh này nha các bạn nha. Nhưng mà tại vì bây giờ anh bị thao túng tâm lý rồi các bạn à. Nên mình rất là mong là anh Titan Cameraman sẽ vô đây để cứu ảnh nha các bạn. Anh chào đúng dễ thương luôn. Đây là con Crazy Toilet hả? Con này chính là 0.9m. Không, con này gọi đúng nó là gọi là Electric Toilet mới đúng. Nè coi nè, nó quấn cái nè. Con này tốc độ cực kỳ nhanh luôn các bạn. Sức mạnh nó thì chỉ có 4 thôi, nhưng mà tốc độ là full cây luôn. Tốc độ nhanh nhất luôn rồi đó. Úi dồi ôi, nó là con có tốc độ nhanh nhất trong cái series này luôn các bạn à. Ui, let's go, nhanh chưa? Đúng lẹ luôn. Mày hả con, đồ nhanh không? Nè giờ tới lượt mình nè. Ok. Và đây là ông nhà bác học Toilet nha các bạn. Đấy, ông này là có khả năng thao túng tâm lý những anh cameraman Speakerman nè. Và ổng là cao 13.3m nha các bạn. Khá là cao. Mình nghĩ cao này là do có cái vòi của ổng, có cái tay robot của ổng thì ổng mới cao được như vậy đó. Chứ mình thấy ổng cũng không quá cao đâu. Ông này khá chậm, có 2 tốc độ à. Đồ, cái con nhỏ này nè, con Parasite nè. Cái con Parasite là 0.2m, nhỏ xíu xíu xíu. Sức mạnh của nó thì cũng chỉ có 2 thôi và tốc độ nó chỉ có 4. Nhưng mà nếu như nếu mà cho mình nha các bạn, cho mình để thêm một cây nữa thì mình sẽ để thêm một cây, đó chính là thao túng tâm lý là 10 điểm nha bạn. 10 điểm luôn, một con nhỏ nhưng mà thao túng được một cái anh bự. Ok nè nè, chúng ta bị đấm bở mồm nè, nè nè. Một đấm, hai đấm, choáng váng tinh thần luôn. Úi giời ơi. Và đây là anh Zombie Cameraman, hay còn được gọi là anh Cameraman bị thao túng. Lúc đó các bạn để ý kỹ là ảnh sẽ không mặc cái áo trắng ở bên trong đó nha, mà ảnh sẽ mặc qua một cái áo màu đỏ nha các bạn. Ok. 5 tốc độ và 5 sức mạnh luôn, khá là đồng đều. Đây nè, đó, anh bị thao túng rồi đó. Đấy, phải không? Mặc áo màu đỏ bên trong, phải không? Còn bình thường là mặc áo màu trắng. Úi ôi. Không, anh này thì anh mặc áo màu khác rồi, anh này màu áo màu nâu ở bên trong, ở bên ngoài rồi. Ghê quá. Đây là con Camo Toilet phiên bản cấp 2 của nó nha các bạn. Đấy, nó đã mạnh hơn khá là nhiều. Hiện tại là mình tính là nó khoảng 7 sức mạnh các bạn và 5 tốc độ. Bây giờ nó có súng rồi, nó gì không mạnh. Bây giờ nó nâng cấp có súng rồi nha các bạn nha. Rồi 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 rồi, Speakerman tới. Everybody wants you. Zombie Speakerman. Và ngay lúc này anh Speakerman của chúng ta, Titan Speakerman, đã bị thao túng tâm lý các bạn à. Và khi mà anh bị thao túng tâm lý, các bạn coi nè, sức mạnh và tốc độ đã nâng lên full cây. Wow, let's go, mạnh vậy. Full cây rồi nha các bạn. Oh no, oh no. Cái này là cái cảnh là mình đau lòng nhất luôn. Đúng đau lòng luôn các bạn ơi. Kiểu đó là những người đồng đội của anh luôn đó các bạn. Nè, đầu tiên là con nhện cái loa nè, xong rồi tới cái anh Big loa nè, anh loa khổng lồ nè. Đều bị ảnh bắn các bạn à. Cảm giác mà nhìn lên đồng đội của mình. Ơi, đi anh Đại anh làm dưới đây vậy? Anh Đại chỉ súng vô. Anh Đại dưới đây. Ui giời, lòng đau như cắt. Và bây giờ tới lượt chúng ta. Ui giời ơi. Tới lượt chúng ta các bạn à. Ok. Và đây là khi mà con G-Man đạt cấp 4 thì nó cũng đã có full tốc độ và full sức mạnh rồi các bạn. Full hết luôn. Và nó cũng chỉ cao là 36m thôi. Chiều cao của nó với chiều cao của anh Titan Speakerman là bằng nhau nha các bạn nha. Nhưng mà anh này vẫn là cao nhất nè. Skibidi dum dum deep deep, skibidi dum 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 yes yes, skibidi dum dum deep deep. Nó phá YouTube luôn. Đây là cái con Skibidi Toilet phiên bản có tay chân. Con này tốc độ khá là cao, nếu như mình tính không nhầm thì ở đây như là 8 á, 3 nè, 6 nè, 8 nè, đúng rồi. Tốc độ sức mạnh của nó thì chỉ có 6 thôi. Con này khá ghê.
Ok các bạn à, và đó chính là video ngày hôm nay của chúng ta, coi về sức mạnh và tốc độ của tất cả nhân vật trong tựa game ở đồng trong series Skibidi Toilet nha các bạn nha. Các bạn ấn tượng nhất là nhân vật nào? Đối với mình á thì mình khá là ấn tượng khi mà biết được cái chiều cao thực sự của anh Titan Cameraman luôn. Ảnh khá là cao các bạn à, tới 50m rồi nha các bạn. Cao nhất luôn rồi đó các bạn, cái người cao nhất luôn rồi đó. Nhưng mà hiện tại sức mạnh của ảnh cũng khá là thấp luôn, cho nên mình nghĩ là ảnh cần phải nâng cấp để có đủ sức mạnh, và lúc đó ảnh đối đầu với lại Speakerman thì sẽ chiến thắng các bạn à. Bởi vì các bạn biết rồi đó, người cao hơn sẽ có lợi thế hơn nha các bạn nha. Sau này mà ảnh full cây rồi đó, nhưng mà ảnh lợi thế hơn là ảnh cao hơn nhiều. Vậy nên ảnh sẽ đứng ảnh giới cái tay vô, ảnh bóc cái con kia ra là hoàn thành các bạn ơi. Ok, mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình ngày hôm nay rất là nhiều luôn. Nếu như bạn thích video này của mình á, đừng quên để lại cho mình nút like nha. Những bạn nào lớn hơn của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút để kênh phía dưới nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở đâu lần sau. Còn bây giờ thì mình bye bye. À mà quên mất, các bạn nhớ mình lưu ý cho mình biết là các bạn cao bao nhiêu nha. Cái đó rất là quan trọng nha các bạn nha. Để mình coi coi các bạn nào cao hơn mình hay không á mà.